Jong Hyun, bi kịch của idol tài hoa làm thức tỉnh cả showbiz Hàn. Hàn Quốc vào mùa đông vô cùng lạnh giá, nhưng mùa đông năm 2017 lại đặc biệt lạnh lẽo hơn bao giờ hết chỉ vì một dòng tin tức: Jong Hyun tự tử qua đời ở tuổi 27. Dòng chữ ấy như đòn giáng mạnh gây chấn động fan K-pop nói chung hay fan của Shinee, Jong Hyun nói riêng. 18 tháng 12 là ngày tưởng niệm 3 năm ngày mất của nam ca sĩ quá cố Jong Hyun, Shinee. Ngày này 3 năm trước, anh đã chọn cách rời bỏ thế giới sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm và nỗi cô đơn cùng cực. Đã 3 năm trôi qua, trong lòng những người yêu mến Jong Hyun, chuyện như mới chỉ xảy ra vào hôm qua vậy. Nỗi đau cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng những cảm xúc, niềm tiếc thương, xót xa về chàng trai nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh vẫn còn nguyên trong lòng người hâm mộ. Hàng loạt fan đã để lại thông điệp tưởng nhớ Jong Hyun trên mạng xã hội, trong đó có những người bạn, những người thân thiết đã luôn ở bên anh lúc sinh thời. Đúng 0 giờ ngày 18 tháng 12 theo giờ Hàn Quốc, tài khoản mạng xã hội chính thức của Shinee đã gây xôn xao cả xứ Kim Chi khi đăng tải hình ảnh nam ca sĩ cùng thông điệp "Chúng tôi luôn yêu bạn". Bài đăng đã khiến hàng trăm ngàn fan xúc động, để lại những bình luận yêu thương tưởng nhớ Jong Hyun. Shinee vẫn luôn là nhóm nhạc có 5 thành viên, chỉ là giọng ca chính của họ đang hạnh phúc ở một nơi bình yên mà thôi. Ai cũng phải tiến lên phía trước mà sống, nhưng những cảm xúc, nỗi tiếc thương, xót xa chàng trai tài hoa bạc mệnh và có nụ cười ấm áp ấy vẫn còn nguyên như chỉ mới hôm qua. Thành viên cùng nhóm Ki cũng một lần nữa khiến người hâm mộ bật khóc khi chia sẻ một bức ảnh chụp cùng Jong Hyun thời cả hai mới debut cùng dòng chữ "Em nhớ anh rất nhiều, em yêu anh". Trong ảnh, lúc này Ki và Jong Hyun mới chỉ là những chàng trai 18 đôi mươi, vô cùng tinh nghịch và đáng yêu. Đó là khi Jong Hyun còn nở nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái trước khi bị căn bệnh trầm cảm dày vò tinh thần. Cũng trong ngày 18 tháng 12, Soo Young, SNSD cũng đã đến làm khách mời đặc biệt cho chương trình radio KBS, Cool FM, Jung Eun Ji Music Plaza. Tại đây, cô đã trò chuyện cùng Tiffany. Tiffany đã yêu cầu phát sóng bài hát View của Shinee kèm lời nhắn gửi: "Mình muốn giới thiệu ca khúc này nhân ngày tưởng niệm Jong Hyun. Mình nhớ cậu ấy rất nhiều và mình hy vọng mọi người có thể cảm thấy tốt hơn sau khi nghe giọng hát trong trẻo của Shinee". Lúc sinh thời, Jong Hyun có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các thành viên SNSD và điều này một lần nữa khẳng định các cô gái chưa từng một lần quên người em dẫu bao năm có trôi qua đi chăng nữa. Tấn bi kịch của người nghệ sĩ chưa từng hài lòng với bản thân. Jong Hyun bắt đầu làm thực tập sinh từ năm 15 tuổi và debut khi chỉ mới 18. Khi xem lại những thước phim, khi chàng trai ấy debut, người hâm mộ không khỏi xót xa. Trong ánh mắt chàng trai ấy là cả một bầu trời nhiệt huyết, hy vọng về tương lai. Ước mơ của Jong Hyun là trở thành nghệ sĩ, nhưng chớ trêu thay, chính ước mơ đó cũng gặm nhấm, giằng xé tâm can anh và cuối cùng nuốt chửng anh. Trên đời này, bất lực nhất chính là năng lực không đủ để thực hiện ước muốn. Không nhiều nghệ sĩ K-pop được phát hành cả một album nhạc tự sáng tác, được giao tiếp bằng âm nhạc của chính mình. Jong Hyun đã có được điều đó, nhưng vẫn thường nói bản thân không đáp ứng được mong đợi của những người xung quanh. Bạn thân của nam ca sĩ tiết lộ, điều khiến Jong Hyun trăn trở, thứ nhất hay thứ hai đều là âm nhạc. Càng nhiều tuổi càng bị tụt lại, Jong Hyun cảm thấy rất mệt mỏi. 9 năm làm nghệ thuật, anh luôn sống theo quy tắc, đường hướng của công ty và kỳ vọng của công chúng. Điều đó dần ăn mòn tâm trí anh, bào mòn luôn cả thể chất Jong Hyun. Cơ thể gầy guộc, vẫn buộc phải ăn kiêng, tập vũ đạo. Anh không thể ngủ nếu như không uống thuốc an thần. Trước mặt công chúng, anh vẫn phải nở nụ cười mà trong lòng trống rỗng. Jong Hyun không còn hài lòng với bất kỳ điều gì nữa. Jong Hyun toát lên dáng vẻ trầm ngâm, cô độc của một người lạc lõng, của một người không bao giờ biết hài lòng. Cô đơn trong vạn yêu thương chính là cuộc đời của nghệ sĩ. Kết thúc màn biểu diễn trong tiếng reo hò, người nghệ sĩ trở về căn phòng trống rỗng, chỉ còn một mình nói chuyện với một bản thể khác, tự tìm kiếm chút an ủi như trong ca khúc End of the Day của anh. Cứ thế lâu dần, anh quen với nỗi cô độc. Cái chết của Jong Hyun gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về căn bệnh tâm lý trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Vấn nạn tự tử trong làng giải trí Hàn Quốc đã xuất hiện từ lâu, nhưng phải đến khi Jong Hyun ra đi, công chúng mới giật mình thảng thốt. Vì sao một nghệ sĩ trẻ có tất cả như vậy lại lựa chọn ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp? Tiền tài, danh vọng, tất cả vẫn chưa là đủ sao? Tiền tài, danh vọng là thứ ai cũng muốn, nhưng với trái tim nghệ sĩ đa cảm như Jong Hyun, điều đó chưa bao giờ là đủ. Anh từng tâm sự, vết thương ngoài da khác với vết thương tinh thần, có những vết đang rỉ máu nhưng bạn không thể trông thấy. Trong thư tuyệt mệnh, anh tự nhận bản thân là người yếu đuối. Căn bệnh trầm cảm không buông tha một ai, bất kể người ấy có cuộc sống được người khác ngưỡng mộ tới mức nào. Trên người Jong Hyun vốn đã có một hình xăm chú chó đen, biểu tượng của căn bệnh trầm cảm. Từ lâu, fan đã biết anh có những vấn đề về tâm lý, nhưng không biết làm cách nào để giúp đỡ anh. Trước khi qua đời vài tháng, ánh mắt anh trống rỗng vô hồn.
Nhưng có nằm mơ, các fan chưa bao giờ từng nghĩ Shinee sẽ mất thành viên theo cách đau đớn đến thế, ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm debut của nhóm. Lá thư cuối cùng của Jonghyun cũng hỗn độn, chẳng rõ ràng, rành mạch như tâm trí của anh. Nhưng đó chính là cách căn bệnh trầm cảm hành hạ tâm trí vật chủ của nó. Giật mình nhìn lại, nhiều người nhận ra phải chăng mình đã quá khắt khe với Jonghyun chăng? Anh đã từng phải gặp người 90 độ để xin lỗi vì trót yêu thương một người con gái, nguồn vui sống, niềm hạnh phúc của anh. Để rồi sau đó, anh khép mình lại, không còn một ai có thể bước chân vào trái tim ấy nữa. Anh đã gửi đi rất nhiều thông điệp nhưng chẳng được lắng nghe đầy đủ. Nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau, ngôn từ của Jonghyun khiến fan không khỏi xót xa. Sau khi Jonghyun ra đi, fan K-pop đã phải tiếp tục chứng kiến Suli, cô em gái thân thiết của Jonghyun ra đi và tiếp đó là Gu Hara. Vấn đề tâm lý của các thần tượng ngày càng được quan tâm, nhưng vẫn chẳng có gì được cải thiện, nhất là khi các nghệ sĩ vẫn phải đối diện với những áp lực khủng khiếp từ ngành công nghiệp giải trí, những tiêu chuẩn khắt khe từ công chúng và vô số bình luận ác ý, quấy rối mỗi ngày. Hãy yêu thương thần tượng của bạn nhiều nhất có thể, cho dù họ có đang hẹn hò hay quyết định rời khỏi nhóm, nhưng xin hãy ủng hộ họ, bởi vì ít ra họ vẫn còn sống, còn thần tượng của tôi đã không còn trên đời nữa rồi. Thông điệp ấy được lan truyền mạnh mẽ sau khi Jonghyun và những ngôi sao khác cứ lần lượt ra đi. Đáng thương nhất là khi một người nghệ sĩ bị lãng quên và khán giả chỉ nhớ đến họ trong ngày cuối cùng của cuộc đời. Đáng sợ nhất là khi một người nghệ sĩ bị xỉ vả, chỉ trích và miệt thị và chỉ được tôn trọng thương cảm khi họ ra đi. Ý kiến khắt khe, đóng góp thẳng, chỉ trích không nề hà của khán giả là những yếu tố cần có để giúp một người nghệ sĩ trở nên nghiêm túc hơn khi hoạt động nghệ thuật. Nhưng đi liền với từ đóng góp, hãy viết thêm hai chữ tôn trọng, bởi tình cảm giữa nghệ sĩ và công chúng luôn là cộng sinh hai chiều. Hãy tôn trọng lẫn nhau, đừng để đến lúc quá muộn mới yêu thương nghệ sĩ. Chúng tôi luôn yêu bạn và bạn đã làm tốt rồi là hai thông điệp xuyên suốt trong những ngày tưởng niệm Jonghyun. Đó cũng là điều Jonghyun mong muốn, được công nhận và được yêu thương. Phải rồi, ai mà không yêu Jonghyun cơ chứ? Nhiều năm sau nữa, có thể nhiều người sẽ quên đi tên anh, quên đi sự tồn tại của anh, quên đi những ca khúc của anh. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều người nhớ đã từng có một nghệ sĩ thiên thần xuống thế giới này. Anh ấy dùng tiếng hát, anh ấy dùng cả con tim để cất lên lời ca xoa dịu bao trái tim đau khổ ngoài kia và cũng là để an ủi tâm hồn chính mình. Thiên thần ấy đã đến, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi rời đi. Vạn vật thay đổi, bốn mùa đến lại đi, ai rồi cũng sẽ già đi, còn chàng trai ấy sẽ sống mãi tuổi 27 trong tim người hâm mộ. Anh đã làm rất tốt. Trong 27 năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, Jonghyun đã luôn làm tốt. 27 năm không dài, nhưng trong 27 năm đó, anh đã là một người con hiếu thảo, một người bạn tốt. Anh là thần tượng, là niềm an ủi xoa dịu trái tim mệt mỏi của biết bao người. Bao fan vì có anh mà tâm hồn được chữa lành, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn. Những bài ca của anh đã trở thành bất tử, sự tồn tại của anh dù không dài nhưng lại đầy ý nghĩa. Một lần nữa, mong anh nơi đấy an yên.